Đây, bức tranh rừng hoa. Phun khổ lớn. Gần phun khổ lớn. Còn đây là bức hoa ngọc dán lên bàn thờ. Đây, bàn thờ đây sẽ đưa lên trên đó. Mình sẽ đi lại gần hai con bồ câu. Hai con bồ câu ơi, bồ câu thật quá. Mọi người xem tranh nha. Bảo hành 10 năm, không bong chóc, không phai màu. Sử tranh song thành. Đây là tranh hoa ngọc. Có rất là nhiều mẫu, có đến 25.000 mẫu. Để lại số điện thoại hoặc là gọi cho chúng tôi 0937 57 3459 hoặc bình luận ở dưới video này. Đấy. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở một video, ở một nhà tiếp theo. Đây con chim bồ câu này hay nè. Giống như trong nó giống như là ở trong cái gì đó bay ra. Đây, ở đây là anh chủ nhà. Thôi, xin chào mọi người nhé.